kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ukraine ồ ạt rút quân ra khỏi Kursk. Nga đẩy mạnh tấn công phòng tuyến Donetsk. Ukraine cảnh báo Nga sắp tấn công cơ sở hạt nhân. Ukraine ồ ạt rút quân ra khỏi Kursk. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Abdi Alodinov cho biết, lực lượng vũ trang của Ukraine đang đồng loạt bỏ các vị trí của họ tại Kursk của Nga. Tướng Alodinov đồng thời cáo buộc lính đánh thuê nước ngoài đến từ Georgia chiến đấu cho lực lượng Ukraine đã tổ chức cướp bóc tại một số quận ở Kursk, đánh cắp máy kéo và lúa mì từ khu vực này. Tướng Nga xác nhận rằng lính đánh thuê nước ngoài cho Ukraine tham gia vào các hoạt động tác chiến và một số nhiệm vụ khác. Ông Klaudinov cho rằng quá trình phát động cuộc tấn công vào Kursk, lực lượng lính đánh thuê đã tác chiến cùng quân đội Ukraine. Ông cũng cáo buộc NATO có liên quan tới chiến dịch Kursk. Trước đó, Nga phát hiện một số huấn luyện viên quân sự nước ngoài tại Sucha, thị trấn mà Ukraine đã giành quyền kiểm soát không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự đột kích vào tỉnh Kursk. Kiev tấn công vào Kursk hồi đầu tháng 8 và kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ. Chiến dịch nhằm tạo ra một vùng đệm an ninh cho các vùng biên giới của Ukraine ra khỏi làn sóng tấn công của Nga và buộc Nga phải chuyển bớt lực lượng ra khỏi miền đông Ukraine. Tuy nhiên, phía Moscow khẳng định sau gần 2 tháng, Kiev vẫn không đạt được mục tiêu đề ra. Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 9 tuyên bố quân đội Nga tiếp tục nỗ lực vô hiệu hóa các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine tại Kursk. Tổn thất của Ukraine trong một ngày lên tới hơn 360 quân và 13 xe bọc thép. Nga tuyên bố, trong một ngày quân đội nước này đẩy lùi các nỗ lực tấn công Malaya, Lovnia, Obukhova của Ukraine. Nga cũng đã đẩy lùi 5 nỗ lực đột phá qua biên giới của Ukraine ở hướng Mevechie và Novi Put. Quân đội Nga cũng đẩy mạnh tấn công các đơn vị của Ukraine gần một loạt các khu vực. Đồng thời, máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các lực lượng dự bị của Ukraine tại vùng Sumy ở Ukraine, nơi giáp biên giới với Nga. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, thiệt hại của Ukraine lên tới 16.700 quân, 127 xe tăng, hàng trăm xe bọc thép. Tướng Alodinov cho hay, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn một nửa số trang thiết bị quân sự được sử dụng trong cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk cho đến nay vẫn chưa đạt được một trong những mục tiêu chính, đó là chuyển hướng quân đội Nga ra khỏi tiền tuyến miền đông nhằm định hình lại chiến trường. Theo giới phân tích, Ukraine có thể duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa, trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui ra khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền đông và giảm tổn thất nhân lực. Nga đẩy mạnh tấn công phòng tuyến Donetsk. Hoạt động quân sự của Nga tại miền đông Ukraine đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ kể từ đầu tháng 8 năm 2024, khi Ukraine điều động hàng nghìn binh sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất của nước này thực hiện cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk. Hiện Nga đang áp dụng các chiến thuật vạc dầu nhằm bao vây binh sĩ Ukraine tại khu vực Donetsk. Kiev hy vọng rằng chiến dịch táo bạo tại Kursk sẽ buộc Điện Kremlin phải rút binh sĩ ra khỏi Donetsk, nhưng điều đó đã không xảy ra. Trái lại, Nga đã chiếm một số thị trấn, làng mạc và đang đẩy mạnh đạt tiến. Hiện Nga chỉ còn cách thành phố chiến lược Pokrovsk 8 km và thành phố Minorat 1 km. Moscow đang tập trung mọi nguồn lực nhằm chiếm hai trung tâm hậu cần này trước cuối năm nay. Nhiều chỉ huy và binh sĩ Ukraine coi đây là cái giá phải trả cho cuộc tấn công ở Kursk, đồng thời cho rằng sự đánh đổi này không hề thỏa đáng. Một chỉ huy quân sự Ukraine cho hay, việc tấn công Kursk là ý tưởng hay, cho thấy điểm yếu của Nga tại khu vực biên giới. Nhưng Ukraine cũng đang phải trả giá đắt khi mất nhiều đất đai hơn. Pokrovsk và Minorat đóng vai trò quan trọng với Ukraine trong việc phòng thủ ở mặt trận phía đông. Nếu cả hai thành phố thất thủ, các thành phố lớn hơn sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi đó, Nga có thể thúc đẩy đáng kể vị trí chiến lược trong khu vực, các chỉ huy Ukraine đã cảnh báo. Trong trường hợp Nga chiếm hai trung tâm hậu cần trên, thì điều này sẽ làm tổn hại đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ Ukraine, vốn được thúc đẩy sau cuộc tấn công Kursk. Nga được cho là vẫn giữ nguyên chiến lược chính kể từ khi xung đột bắt đầu, đó là áp đảo lực lượng Ukraine bằng sức mạnh quân sự và lợi thế về nguồn lực. Theo các chỉ huy Ukraine,
Nga đã tìm cách thích nghi với các tình huống trên chiến trường. Họ rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đó, tránh tiến hành các vụ tấn công lớn bằng xe tăng và xe bọc thép. Chiến thuật mới giúp Nga đạt được những thành công gần đây tại khu vực Donetsk, buộc quân đội Ukraine phải rút lui và đưa Moscow tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực. Đối với Ukraine, việc bảo vệ thành phố Pokrovsk ngày càng trở nên nguy hiểm khi tên lửa của Nga phá hủy các cầu vượt, các tòa nhà và làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, nước. Nga đã thay đổi chiến thuật vào giữa mùa hè. Hiện họ đang triển khai các đơn vị cơ động hơn, nhanh hơn và áp dụng các chiến thuật mà lực lượng Wagner sử dụng trước đây. Chiến thuật mới của Nga là sử dụng các đơn vị bộ binh nhỏ hơn để tấn công từ nhiều hướng cùng một lúc, khiến Ukraine khó nhắm mục tiêu hơn. Các binh sĩ Ukraine nói rằng họ không đủ khả năng để chống lại máy bay trực thăng tấn công và máy bay chiến đấu mang bom lượn của Nga. Nỗ lực chiếm Vuhleda đã khiến Nga phải trả giá đắt, nhưng trong bối cảnh quân đội Ukraine đang kiệt sức, Nga sẽ có nhiều cơ hội hơn để chiếm thành phố này. Theo binh sĩ Ukraine, sự chậm trễ của phương Tây trong việc chuyển giao vũ khí cũng là một trong những yếu tố khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn với các lực lượng Ukraine. Nhưng họ cũng cho rằng giới lãnh đạo quân sự của nước này đã hành động quá chậm chạp trong việc xây dựng các tuyến phòng thủ, hoặc có xây dựng các chiến hào và vị trí bắn nhưng không hiệu quả. Một chỉ huy Ukraine thừa nhận rằng không có tuyến phòng thủ thực sự nào vào tháng 2 năm 2022 khi Nga lần đầu tiên đã được bước đột phá và chiếm được thị trấn Avdiivka. Ngoài ra, việc xây dựng chiến hào trên những cánh đồng trống, xa hàng cây và đôi khi ở phía sau đỉnh đồi khiến họ gặp khó khăn khi phát hiện đối phương. Ukraine cảnh báo Nga sắp tấn công cơ sở hạt nhân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho rằng Nga có thể đã sử dụng vệ tinh của Trung Quốc để chụp ảnh các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine và dường như để chuẩn bị tấn công các cơ sở của Kiev. Ông Zelensky cho hay, các thông tin gần đây cho biết Nga sử dụng vệ tinh của Trung Quốc và chụp ảnh chi tiết các mục tiêu trên các cơ sở hạt nhân. Và theo kinh nghiệm của Ukraine, nếu Nga chụp ảnh một số vật thể nhất định thì họ sẽ có nguy cơ tấn công vào các mục tiêu đó. Ông Zelensky tuyên bố rằng ông sẽ chia sẻ thông tin mà Ukraine có được với các nhà lãnh đạo một số quốc gia tham gia Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine ngày 21 tháng 9 cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Kiev trước mùa đông. Kiev kêu gọi các cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc và các đồng minh của Ukraine thành lập các phái bộ giám sát thường trực tại các nhà máy điện hạt nhân của nước này. Theo tình báo Ukraine, Điện Kremlin có khả năng đang chuẩn bị tấn công vào các mục tiêu quan trọng về năng lượng hạt nhân của Ukraine trước mùa đông. Đặc biệt nó liên quan tới các thiết bị truyền tải mở tại các nhà máy điện hạt nhân và các trạm biến áp truyền tải, rất quan trọng đối với hoạt động an toàn của cơ sở năng lượng hạt nhân. Nga và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA chưa bình luận về những thông tin nói trên. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine đã kêu gọi phản ứng toàn cầu nhanh chóng với mối đe dọa về một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Kiev. Ông cho rằng cần có sự chuẩn bị cho một thảm kịch hạt nhân có thể xảy ra. Nga phải bị ngăn chặn tại đây và ngay bây giờ. Các quốc gia phương Tây và Nam Bán Cầu phải phản ứng gay gắt với kế hoạch này.